này, cái củ này chọn cái củ sạch rồi bóc vỏ, cho tẹo muối và ninh như ninh xương ấy. Mấy tiếng đồng hồ cơ, tối hôm qua là ninh qua đêm đấy. Hôm nay cô này cô ăn cô khen ngon quá trời này. Hầm hầm ngon mà, chưa bao giờ ăn ngon thế này, chưa bao giờ từng được ăn, lần đầu được ăn đúng. Ngon thật đấy mà cô thích nó đến mức độ cô nhờ người ta mua đấy để cô làm đấy.